my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Ok, hello, xin chào cả nhà quay trở lại kênh của Khương. Đó, thì như đầu clip quảng cáo ha, thì cả nhà đã thấy rồi. Thì hiện tại trên tay của Khương đó là cái dòng phiên bản của hãng C-Play, có tên là C-Play Mini. Đó, cái dòng này là dòng đầu tiên ra mắt của hãng C-Play, cho ra mắt cái sản phẩm gọi là vừa túi tiền, gọn, nhẹ, mà chỉ trên dưới là hơn 3 triệu thôi nha cả nhà. Về cái giá chính thức lên kệ thì Khương sẽ công bố sau ha, sau khi kết thúc clip. Vì hiện tại trên tay của Khương chỉ là bản đầu tiên để cho review thôi nha cả nhà. Ok, còn bây giờ là Khương sẽ mở hộp ra và cho cả nhà xem cận cảnh và thông số của em nó nha. Đây, thì như những cái dòng C-Play khác, hãng cũng sẽ trang bị cho chúng ta là tặng thêm một cái túi đi kèm ha. Và phiên bản review này Khương đã trang bị thêm một viên pin nữa để cho quay cho nó dễ hơn ha, chứ thật ra nó chỉ là bản một pin thôi. Về thông số á, thì em nó sẽ đi được là tầm xa là 5 cây nha, và tầm cao là lên tới 800 mét được nha. Và đặc biệt đó là vẫn giữ được cái cụm cam là 4K đó, camera 4K nha cả nhà. Wow, đó, và đây là cụm gimbal 4K. Thì dòng C-Play của hãng C-Play này từ trước đến nay á cả nhà rất là an tâm về vấn đề cái lút màu và cái cụm cam, vì nó đạt được hai yếu tố của cái công nghệ. Thứ nhất là cái chip cam, thứ hai là về mắt cam. Đó, về ngoại hình cả nhà đã xem nè, đó, thấy chưa, nó được thiết kế một cách hoàn mỹ, đẹp đẽ về ngoại hình, kể cả là những cái chi tiết về hoàn thiện. Đó, đó cả nhà thấy không, những cái đường nét gân của vỏ ngoại hình và những cái càng xếp lại trục động cơ, và kể cả thiết kế một cái mẫu cánh mới. Đó, mẫu này mẫu sẽ cho ra mắt để mà thử nghiệm đi lướt gió, và những cái mẫu này nó đi chắn gió rất là tốt nha cả nhà, nó không làm cho máy bay bị rung lắc nha. Đó, động cơ vẫn là động cơ không chỏi ra, và dòng motor ở bên trong nó quấn rất là đẹp mắt nha cả nhà. Đó, rất là đẹp, cả nhà thấy không, rất là đẹp và rất là tinh xảo luôn. Còn về phía dưới của em nó là được một thiết kế một cái khe giống như lỗ của quạt tản nhiệt, nhưng mà thật ra không biết là phải là quạt tản nhiệt hay không nha, vì lúc mở máy lên Khương sẽ không nghe được cái động cơ của tiếng quạt, và một cái mắt cam cảm biến bụng của những cái công nghệ đời trước đó sẽ được lắp vào em này. Đó, được trang bị cảm biến bụng nha, một cái dòng lay cam giá rẻ đó, và kèm theo đó là cái những cái càng của nó rất là chắc khỏe nha cả nhà, rất chắc chắn luôn nè. Đó, có cái độ bung ra rất là an toàn nha, và được quấn dây rất là kỹ ở những cái dây điện, dây nhỏ ở trong cái vấn đề mà lòi ra ngoài. Đó, bây giờ là Khương sẽ cho khởi động thử nha cả nhà, hướng dẫn cho cả nhà xem luôn. Rồi, để cách nói em nó thì chúng ta cần phải lắp điện thoại vào trong cái tai khiển, ok ha. Rồi sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ ghim cáp cho đầy đủ vào, và khởi động em nó là sẽ để ứng đè nút nguồn một lần, ứng giữ nha cả nhà. Khi nào bốn đèn nó sáng lên và con Leica nó sẽ bắt đầu là nó có tiếng nhạc. Đó, kế đến là chúng ta sẽ cho mở nút nguồn tay khiển, ứng một lần luôn nha cả nhà, đè giữ nguyên. Đó, đợi khi nào mà đèn của cái đèn màu đỏ của cái tín hiệu ở bên phía ngoài này nó chuyển sang màu xanh, tức là con Leica và tay khiển đã được kết nối thành công với nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái app ha. Thì app của nó vẫn là app C-Play 2 ha, bạn nào chưa có app thì có thể là tải trên CH Play hoặc là Google Play ấy, của App Store nha cả nhà. App này rất là dễ tải và đăng ký tài khoản bằng Gmail của mình thôi. Rồi, sau khi đăng nhập vào thành công thì giao diện và màn hình của em nó rất là thân thiện, cũng y chang như những cái dòng đời trước ha, không có gì thay đổi hết. Và thông số vẫn là cài đặt 4 mục ha, và cho phép chúng ta cài đặt thông số bay cao nhất ha, 2 limit, đầu tiên là lên 800m nha cả nhà. Rồi, ok, thì để bay tốt hơn thì Khương sẽ cho Kali trước khi bay nha. Rồi, ok Kali, thì Kali vẫn là chữ thao tác Kali cũ trước đó nha, của những cái dòng khác cũng tương tự như vậy. Rồi, ok, sau khi Kali xong thì GPS em nó cũng đã là 16 rồi, và pin hiện tại là 100% ha. Rồi, bây giờ là Khương sẽ kiểm tra điểm return home, xem coi em nó đã được bắt return home chưa nha. Điểm home
Con này hiện tại là nó chỉ báo là vị trí thôi, chứ chưa có điểm hôm. Mặc dù là ở trên cái màn hình điện thoại đã hiển thị là 16 GPS rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cứ cánh thử xem coi em nó có bắt điểm hôm hay không nha. Vừa bay vừa quay cho cả nhà xem luôn nha. Rồi ok, khởi động nè. The return point has been refreshed. Cả nhà thấy không? Khởi động nghe rất cực kỳ là êm tai, không có gây tiếng ồn. Và đặc biệt những cái dòng tay thông minh này á, khi các bạn khởi động lên á, tầm khoảng chừng 5 tới 7 giây mà các bạn không bay, nó sẽ tự động nó cắt động cơ nha. The return point has been refreshed. Please pay attention to the position of the return point. Ok, đứng rất là vững nha cả nhà. Đấy, em nói rất cực kỳ là vững luôn nha. Mặc dù là trời đang có gió nha. Một dòng lay cam mini nhỏ gọn, được trang bị tối ưu rồi nha cả nhà. Đó, sở hữu những cái công nghệ của những cái đàn anh trước đó. Đó, như cả nhà thấy đó. Ok, bây giờ là Cường sẽ cho bay một đoạn để cho cả nhà xem và cảm nhận nha. Rồi ok, sẽ cho tiến hành là xoay một đoạn lia cho cả nhà xem. Có vẻ là đang bay ngược với sóng anten, cho nên là em nó có vẻ hơi giật giật. Khu vực này nó cũng khá là cực kỳ là nhiễu nha cả nhà. Đó, còn đây là khu bệnh viện quốc tế. Đó, nói chung là một cái dòng xe play mà giá dưới trên 3 triệu chút xíu. Nói chung là có được một cái công nghệ mắt cam 4K, hình ảnh cho ra sắc nét thì nói chung là cũng quá tuyệt vời với cái mức tiền và giá này rồi cả nhà. Đây, quá đã cả nhà ơi. Wow, hình ảnh khá là ok.
Rồi ok ha. Thì bây giờ là Cường sẽ bắt đầu là cho test bay đêm và thử camera đêm của em nó nha. Đó, chỉ cái dòng 3 triệu hơn thôi nha cả nhà. Mà để xem coi cái màu lux màu đêm của em nó như thế nào nha. The return point has been refreshed. Please pay attention to the position of the return point. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho bay nha. Rồi ok cho cả nhà. Thì trên màn hình mà cả nhà đang được xem á, là Cường đã lấy trích xuất từ trên thẻ nhớ của camera cho cả nhà xem đó nha. Đó thì đây là nắm thực tế trên thẻ nhớ nha cả nhà. Và cả nhà lưu ý ha, cái này là cụm cam khi bay đêm ở khu vực mà Cường đang bay là trời rất cực kỳ là tối nha, thiếu sáng nha. Đó, tuyến đường này rất là thiếu đèn nha cả nhà. Nhưng mà em nó cho ra một cái hình ảnh và chất lượng như thế này thì rất là tốt cả nhà. Đó, quá đã luôn cả nhà. So với những cái dòng cam của những cái hãng khác á, thì con này và so với lại con Mini SE của DJI đó cả nhà, thì có thể là 9 và 10 đó cả nhà. Về cái chip xử lý quay đêm nha cả nhà. Đó, như cả nhà trên thấy đó. Về cái cụm cam con này á, là đã được xử lý tối ưu hóa nha cả nhà. Mặc dù là thay thế bằng một cái chip cam tối ưu rẻ tiền hơn so với những cái dòng C-Play đắt tiền tầm trung khác á, thì hình ảnh quay đêm của nó cũng khá là ok cả nhà, chứ không có đến nỗi là quá tệ nha cả nhà. Đó, như cả nhà thấy đó, những cái điểm tối á, khi mà bắt được sáng á, nó cũng rất là rõ rệt nha, không có bị bệt nha cả nhà. Đó, rất là có những cái điểm ảnh và chi tiết trên video nha. Đó, trên từng cái mảng đèn nè, phân biệt được màu nè, đó rất là cực tuyệt vời luôn. Đó, con này thì chỉ có giá là 3 triệu cho tới 3 triệu tư thôi cả nhà, nhưng mà lại cho ra một cái thông số quá là ok luôn á. Đó, như cả nhà thấy đó, Cường là không có qua chỉnh sửa hậu kỳ nha cả nhà, cứ quay mặc định như thế nào auto và bót lên cho cả nhà xem luôn. Đó, đó, cả nhà thấy không, khi mà bắt được cái điểm sáng á, em nó phân biệt màu rất là rõ, rất là chi tiết luôn, không có bị bệt, không có bị noi như những cái dòng cam tầm giá phân khúc từ 3 triệu cho tới 4 triệu khác nha cả nhà. Quá đã cả nhà ơi, một cái dòng em mini vừa mới cho ra mắt và cho một cái phân khúc giá rẻ mà lại được cái cụm cam quay đêm chất lượng như thế này thì quá đã luôn cả nhà, không còn gì để chê nha cả nhà. Đó, như cả nhà thấy đó, hiện tại Cường đang quay ở cái mảng đèn của Aeon Mall đó nha cả nhà, khu vực mà Cường thay hay bay ở bên khu vực Bình Tân á. Đó, land mode is running. Về tới trên đầu thôi kìa. Ủa nó đâu ta? Anh cho nó ra xíu tình. Nó đây nè. Position. Em rồi thì bây giờ
bây giờ là Cường sẽ cho quay nghe cái điểm nào mà sáng nhất để cho thử luôn cái chất lượng hình ảnh cho cả nhà xem nha. Đó, như cả nhà thấy á, trên màn hình là Cường có chụp lại cho cả nhà xem. Khi mà ở cái khu vực mà đủ sáng á, thì cụm cam của nó sẽ phân biệt được cái điểm chi tiết nét ảnh video nó sẽ ra như thế nào nha cả nhà. Đó, bây giờ này, đó, cam chụp tắm cho cả nhà xem nè. Đó, cả nhà thấy không? Rất là nét nha, không bị bệt nha, như là những cái dòng rẻ tiền như là F11 bản 1.5 hay là F11 bản 3K nha. Đó, rất là nét, phân biệt màu rất là tươi nha, khi ban đêm nha, đủ sáng nha cả nhà. Đó, những cái điểm nào khu vực mà bắt sáng tốt á, nó sẽ bắt rất là tốt và cho ra hình ảnh cũng chất lượng video rất là đẹp nha. Đó, không nên nào chê luôn nha cả nhà. Đó, bạn nào mà chê nữa thì không biết là sao, thì phải dùng một cái dòng nào mà có cái giá rẻ như thế này để mà thấy được nha. Nếu mà so với hiện tại thì theo như cùng giá thì trên thị trường con này vừa mới cho ra mắt thôi thì tôi nghĩ là sẽ không có đối thủ về cái giá và cũng như là về cái cụm cam xử lý và những cái chất liệu và cho ra những cái động cơ bền bỉ ha, rất là khỏe chắc chắn, và cái thiết kế của cái bộ vỏ của em nó cũng rất là cứng nha cả nhà, không phải là mỏng như là những cái dòng mini khác nha. Đó, nên các bạn chơi thì cứ an tâm. Thì sắp tới linh kiện cũng sẽ cho về theo cái chuyến hàng lô đầu tiên khi ra mắt con này, sản xuất lồng đọt ở của hãng đưa về tới Việt Nam cho các shop nha cả nhà. Nên cả nhà chơi thì cứ an tâm, dòng giá rẻ, được cụm cam tốt, bay ngon, kháng gió tốt. Đó, thì cả nhà cứ suy nghĩ. Khương thì Khương chỉ đánh giá khách quan thôi nha, thực tế như thế nào thì Khương chỉ nói lên như vậy thôi, chứ không có nói quá nha cả nhà. Nên cả nhà cứ yên tâm nha. Đó, như cả nhà thấy đó, Khương cũng đang là bay cho cả nhà xem luôn đó. Ngay cái khúc nào mà nó bắt sáng á, nó phân biệt rõ từng chi tiết và không có bị bệt ha, không bị nôi khi mà quay trực tiếp vào trong cái ánh sáng của cái đèn nha. Có những con quay thì nó sẽ bị phản sáng, nó sẽ bị kiểu như là chói cái cụm cam cho ra cái video nó sẽ bệt lắm đấy cả nhà. Đó, rồi cả nhà xem nha, chụp tấm cho cả nhà coi luôn đó nè. Đó, cả nhà thấy sao, chất lượng hình ảnh như thế nào, tốt không? Đó, thì Cường thì không biết mọi người suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với Cường thì vậy là quá ok luôn, quá tuyệt vời luôn. Theo như đánh giá thì Cường sẽ cho nó là 10 điểm nha cả nhà, với một cái phân túc rẻ tiền đó thôi nha, chứ không phải là 10 điểm của so với những cái dòng mặt tiền nha cả nhà. Đó, còn đây là một số hình ảnh mà Cường chụp lại khi lúc nãy Cường đang bay ấy cả nhà. Rồi, ok. Rồi ok cả nhà, thì sau một đoạn clip bay review sơ bộ ha cho cả nhà xem, thì hình ảnh và video Cường cũng đã post lên cho cả nhà xem rồi. Thì với một cái dòng Leicam vừa mới cho ra mắt bộ sản phẩm siêu rẻ, siêu nhỏ đó, mà có cụm cam 4K nha cả nhà, thì cả nhà tự cảm nhận và đánh giá, và nếu cảm thấy mà dòng này phù hợp với túi tiền bỏ ra thì cả nhà cứ mạnh dạn mà trông chờ em nó một cái phiên bản chính thức về Việt Nam để mà mua nha. Thì dòng này nói với những cái dòng rẻ tiền này á, thì nói chung là đối với Cường như vậy là quá đủ rồi cả nhà. Đó, quá chất lượng rồi, không có nên đòi hỏi thêm ha. Chỉ có hơn 30 triệu một chút xíu mà được một cái dòng gimbal chống rung 30, một dòng Ron Mini bay có cộng cơ không cho tan, và đặc biệt là những cái mẫu thiết kế cánh mẫu mới, kháng gió tốt ha, bay pin thì cũng khá là trâu nha cả nhà, và thời lượng pin của nó cũng đạt lên một cục là cũng lên tới 2600 ampere nha cả nhà. Thì một cục như thế này là cho mình ra bay thông số rồi phải trên 25 phút nha,
và thực tế luôn. Lúc nãy Cường bay cũng khá là trâu đó cả nhà. Rồi ok, clip ở đây cũng khá dài rồi, Cường sẽ xin kết thúc clip tại đây ha. Hẹn cả nhà gặp lại ở một cái video lần tiếp theo. Và Cường cũng bật mí cho cả nhà xem trước luôn, đó là sau cái clip này sẽ có một cái clip, một dòng livecam to hơn dòng này, mắc hơn dòng này một chút xíu, nhưng lại trang bị cho một mình công nghệ tối tân nhất trên cái con livecam đó ha. Và Cường sẽ lộ diện cho cả nhà xem sau cái clip này nha, hình ảnh của em nó nha cả nhà. Rồi ok, hẹn cả nhà gặp lại ở một cái video lần tiếp theo. Chào tạm biệt, bye bye.